Xin được kính chào quý vị và các bạn. Vậy là một tuần nữa đã trôi qua và hôm nay thì Hà Diễm lại có dịp được gặp lại các bạn trong chương trình Võ Thuật TV. Các bạn thân mến, trong tuần vừa qua thì làng võ trong nước và quốc tế đã có rất nhiều sự kiện nổi bật diễn ra. Và để biết được những thông tin đó là gì, mời các bạn cùng chúng tôi khám phá những nội dung chính sẽ có trong ngày hôm nay nhé. Trong chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau: Bancassilat quận Gò Vấp lên ngôi tại giải thể thao học sinh thành phố Hồ Chí Minh; Manny Pacquiao đàm phán trận đai vô địch WBO với Amir Khan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mới đây giải thể thao học sinh thành phố Hồ Chí Minh môn Bancassilat năm học 2016-2017 đã được diễn ra. Đây là giải đấu thường niên nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên trẻ có cơ hội được cọ sát, trau dồi kinh nghiệm, qua đó giúp ban tổ chức tìm ra những cá nhân xuất sắc bổ sung vào đội tuyển Bancassilat thành phố Hồ Chí Minh đi thi đấu ở các giải lớn trong nước trong thời gian sắp tới. Giải đấu năm nay quy tụ 415 vận động viên đến từ 21 đơn vị, tranh tài ở 52 bộ huy chương, trong đó bao gồm 44 hạng cân đối kháng và 8 nội dung quyền. So với những năm trước, năm nay các đoàn có sự chuẩn bị tốt hơn, các vận động viên cũng cho thấy được trình độ và kỹ năng thi đấu rất chuyên nghiệp. Sau 5 ngày tranh tài quyết liệt, giải đã kết thúc với danh hiệu nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị Gò Vấp với 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Đứng vị trí thứ hai là huyện Củ Chi với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Giải 3 thuộc về đơn vị Tân Bình với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 5 huy chương đồng. Giải đấu lần này là dịp để ban tổ chức đánh giá lại phong trào tập luyện Bancassilat tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đó tìm ra những cá nhân xuất sắc bổ sung cho Bancassilat thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đội tuyển Bancass Việt Nam nói chung. Vừa qua, đội tuyển Brazil Jesu Kimura Việt Nam đã tổ chức buổi thân đai cho một số môn sinh, trong đó có ông Cù Nguyễn Phúc Thịnh, môn sinh Jesu Việt Nam đầu tiên đạt tới trình độ đai tím. Sau hơn 5 năm tập luyện, Phúc Thịnh trở thành môn sinh Việt Nam đầu tiên hoàn thành tại Việt Nam và đạt đến đai tím, cấp đai đánh dấu chặng đường tiến lên giấc mơ chuyên nghiệp. Trên hành trình phát triển bộ môn Brazil Jesu tại Việt Nam, Kimura luôn giữ vai trò và tiếng nói của mình với tư cách một đội mạnh, giàu tính kỷ luật, bài bản và đầy sự tôn trọng với bộ môn. Từ một nhóm tập luyện do võ sư Vũ Nguyễn Hoàng Thọ thành lập, với sự dẫn dắt đúng đắn và nghiêm túc, Kimura ngày nay đã góp công lớn trong quá trình xây dựng thế hệ võ sinh BJJ Việt Nam chính thống đầu tiên. Sự kiện cấp đai lần này không chỉ là thành công mang tính chất cá nhân của một võ sinh, mà còn đánh dấu bước đường quan trọng của Kimura nói riêng và BJJ Việt Nam nói chung. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Mới đây, huyền thoại quyền Anh người Philippines Manny Pacquiao đã tiết lộ một thông tin cực nóng về lần thượng đài tiếp theo của anh với người hâm mộ. Cụ thể, mới đây, Manny Pacquiao đã đăng lên bức ảnh giữa anh và Amir Khan trên trang Twitter cá nhân với thông điệp: "Tôi đang thương lượng với Amir Khan về trận đấu kế tiếp của chúng tôi. Những thông tin tiếp theo sẽ được thông báo sớm đến các bạn." Sau khi Pacquiao đăng lên trang cá nhân, Amir Khan cũng đã xác nhận về trận đấu này: "Chúng tôi đang thương lượng với đội của Manny Pacquiao, sẽ sớm báo tin, hãy theo dõi vụ này nhé." Pacquiao và Khan chưa từng so găng. Vài năm trước, Khan từng gợi ý về trận đấu với đàn anh. Được biết, nhiều khả năng trận bảo vệ đai vô địch WBO này sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 năm nay tại Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cũng một thông tin liên quan đến boxing thì trong tuần vừa qua, cặp đấu giữa Mayweather và Conor McGregor lại tiếp tục gây xôn xao trên các diễn đàn võ thuật thế giới. Đầu tiên, cha của Floyd Mayweather lên tiếng chê bai và tuyên bố sẽ tự mình đánh bại nhà đương kim vô địch hạng nhẹ UFC Conor McGregor trên Daily Mail. Ông nói, McGregor chỉ là một gã ăn mày với kỹ năng boxing nằm ở con số 0. Ở tuổi 63, tôi vẫn có thể hạ gục hắn một cách dễ dàng. Bất chấp lời khiêu khích của cha Mayweather, McGregor lao vào tập luyện với cường độ cao để thích nghi nhanh với boxing. Trên trang cá nhân của mình, Conor McGregor đăng lên tấm hình tập luyện boxing với gương mặt khá mệt mỏi và trước đó là video cho thấy những kỹ thuật điêu luyện của mình đối với boxing. Nếu như cha Mayweather lo cho trận đấu của con, McGregor thì lao vào tập luyện, thì Floyd Mayweather lại tận hưởng cuộc sống vương giả bằng cách tổ chức bữa tiệc mừng sinh nhật thứ 40 ở một hộp đêm. Độc cô cầu bại đặt riêng cho mình một chiếc bánh nhiều tầng, tầng dưới cùng là một chiếc vali đầy tiền, bên trên là một chiếc đai vô địch. Tiếp theo là đôi găng boxing và trên cùng là logo Moneyman. Đó là danh hiệu Mayweather tự phong cho mình sau chiến thắng ở những trận so găng đắt giá. Với những động thái trên, người hâm mộ đang lo lắng liệu trận đấu này sẽ được diễn ra hay không, hay chỉ là kế hoạch truyền thông nhằm hâm nóng tên tuổi của cả hai với các khán giả yêu võ thuật.